Xin chào thầy và các bạn. Thì hôm nay mình sẽ nói về hormone FSH, là hormone kích thích năng trứng, viết tắt của từ follicle stimulating hormone. Thì hormone FSH là hormone kích thích năng trứng và là một trong hai kích dục tố gonadotropin cùng với hormone LH, là hormone kích thích hoàn thể. Thì hormone FSH được tiết ra từ các tế bào ưa basal ở thùy trước tuyến yên, và nó thuộc trục hạ đồi tuyến yên tuyến sinh dục. Và đây là trục hạ đồi tuyến yên tuyến sinh dục ở nam và hạ đồi tuyến yên tuyến sinh dục ở nữ. Thì hai trục này chỉ chủ yếu duy khác nhau ở mục đích là tinh trùng và buồng trứng. Thì bản chất của FSH là lipoprotein với 236 acid amin, và nó tác dụng trên mục đích là ở nam là tinh hoàn và ở nữ là buồng trứng, chủ yếu qua cơ chế chất truyền tinh thứ hai CAMP, viết tắt của từ cyclic 3,5 adenosine monophosphate. Thì ở nam thì nó sẽ là tác dụng lên tinh hoàn, hay cụ thể là tế bào Sertoli. Nó sẽ gắn vào các thụ thể ở tế bào Sertoli ở ống sinh tinh xoắn và làm cho tế bào này tăng trưởng và tiết ra chất sinh tinh. Thì bên cạnh đó thì FSH và testosterone sẽ cùng tác dụng vào tế bào Sertoli để tạo tinh trùng. Hay còn gọi là spermatogenesis. Ở nữ thì nó sẽ ảnh hưởng tới chu kỳ kinh nguyệt. Thứ nhất là nó kích thích năng trứng phát triển, và thứ hai là nó phối hợp cùng với hormone LH phát triển năng trứng đến chính, gây phóng noãn, kích thích tạo hoàn thể, kích thích tế bào hạt và năng trứng và hoàn thể bài tiết estrogen và progesterone. Thì việc điều hòa bài tiết á, là ở vùng hạ đồi nó tiết ra hormone giải phóng FSH và LH để kích thích tuyến yên, tuyến FSH. Bên cạnh đó thì testosterone, progesterone và estrogen nó sẽ gây điều hòa ngược âm và inhibin của hoàng thể ở năng trứng và tế bào Sertoli ở tế ống sinh tinh xoắn cũng ức chế bài tiết FSH. Thì ở nữ thì FSH được bài tiết thay đổi tùy theo chu kỳ kinh nguyệt. Thì lúc bắt đầu từ 0 đến 4 ngày ở trong quá trình chu kỳ kinh nguyệt thì FSH nó nhiều hơn so với là hormone LH, và đến tận ngày thứ 12. Và khi này thì hormone LH sẽ bắt đầu nhiều hơn hormone FSH ở trong quá trình rụng trứng, và sau đó thì hormone FSH trở lại nhiều hơn so với hormone LH.